Rồi, ok. Trong chương trình học tiếng Anh 5 phút mỗi ngày ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt ba cái từ này. Có một bạn nhắn tin hỏi ba từ này không phân biệt làm sao, rất là khó nhớ đúng không? Cái từ đầu tiên là từ của chúng ta là từ này nè. Từ chúng ta hay đọc là không phải. Từ này chúng ta ever nè. Các bạn hay lộn từ này nè. Đây 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 các bạn hay lộn từ này. Từ even với lại từ event đó, hay lộn hai từ này. Hôm nay chúng ta giải quyết nó ha. Thì cái từ đầu tiên chúng ta viết phiên âm đi, nghĩa để giải quyết nó sao. Đầu tiên của chúng ta là nó sẽ là nhấn âm 1. E được nhấn thì thường nó vẫn là E thôi. E, chưa? Từ này là ever. Ơ này thôi. E, v. Và rồi, này ever rồi. Từ này là từ thậm chí của chúng ta là từ này. Ý. Even. N. Đây. Nhấn âm 1 là ý nè. Even. Đây là ever. Even. Rồi chúng ta để ý cái âm nhấn á. Cái âm nhấn nó rất là quan trọng các bạn. Để ý âm nhấn á. Đó. Và từ này. Từ này nhấn bắt đầu. Nó đổi âm nhấn nè. Nó rơi cái âm nhấn vào âm thứ hai nè. Âm nhấn quan trọng lắm. Event. N. Ha. Event. Event. Và tên này là không được nhấn nè, nhấn thằng é nè, e được nhấn nè. F, đó, tên này của chúng ta là F, chưa? É, nhấn é là F, é. V. Đấy. Forever. Forever. Ok, đọc lại nha, cố gắng nhớ ha. Tên này. Đầu tiên là ever, là even. Event forever. Đấy, bây giờ thấy nó dễ dễ hơn chưa? Có phiên âm là nhìn rất là dễ, còn không có phiên âm nhìn nó rất khó đoán đúng không? Có phiên âm là rất là dễ. À, câu đầu tiên, example. À, ví dụ đầu tiên. À, ở đây chúng ta sẽ có cái từ ever ngay chỗ này đúng không? Nào đây 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 đây, ever. This is the best story. À, nghĩ chỗ nào? Nghĩ chỗ này. Nghĩ chỗ này, cái đầu tiên nghĩ chỗ này. This is the best story. I've, nhẹ nhẹ thôi, cái này không phải là I have, nó là viết tắt thì chúng ta đọc tắt I've, nhẹ thôi. I've ever heard. Tại này vấn đề hơi khó chỗ này. Âm ơ dài của chúng ta nè. Heard kéo dài r d đem xuống. Đấy. Heard. Hơ âm ơ ha, heard in my life. Trong đời tôi. Đây là cái câu chuyện hay nhất, the best story là câu chuyện hay nhất trong đời tôi ha. T ở trong cụm danh từ nè, bỏ nè, không đọc nè. Best story ha, mất chữ T chỗ này. This is the best story I've ever heard in my life. Number two. Stand up. Stand up for what is right. Nghe chỗ này, chưa? Stand up for what is right. Even, thậm chí là even if you stand alone. Đấy. À, đứng dậy cho cái điều quá là cái điều đúng đắn. Thậm chí nếu bạn đứng một mình. À, stand up for what is right, even if you stand alone. Nếu mà bạn stand alone, 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 alone chỗ này. Đứng một mình đó. À, number three, the next event will be on Tuesday. Là dễ đúng không? Event là cái gì? Event là cái sự kiện, không phải là event nào. À, event là sự kiện. The next event will be on Tuesday. Chữ T chỗ này cũng mất nữa này không? The next event will be on Tuesday. Right. Number four. I will love you. Anh sẽ yêu em gì cái này phải nói qua đây chứ. Này, I will love you forever. Anh sẽ yêu em mãi mãi. I will love you forever. Forever. Đấy là bây giờ đọc lại lần nữa nha. Bốn từ này hơi khó xíu. Chúng ta là ever, even, event
và forever. Đấy. Ok, and goodbye, see you in the next video.